Chào các bạn và các bạn nghe tiếp cuốn sách Việc của mình tự mình làm trong bộ nhật ký trưởng thành của đứa trẻ ngoan. Câu chuyện thứ 13 Bé ngoan tự xúc cơm. Ở một khu rừng lớn có rất nhiều thú rừng sinh sống. Các con thú dần dần lớn lên bắt đầu học cách tự ăn cơm. Chỉ có heo con là vẫn đòi mẹ bón cơm. Gấu con, khỉ con biết chuyện đều cười heo con, nói heo con lớn như vậy mà vẫn còn không biết tự xúc cơm. Heo con rất tức giận bạn nói tôi muốn mẹ bón, tôi không chịu. Một hôm khỉ con tổ chức sinh nhật, bạn mời rất rất nhiều thú con trong rừng đến tham dự, có thỏ con, hổ con, ngựa con, chim non, rùa con, đương nhiên cũng mời cả gấu con và heo con. Ngày sinh nhật khỉ con có rất nhiều đồ ăn ngon, có một chiếc bánh sinh nhật lớn, có rất nhiều hoa quả nhiều màu sắc, có cả đùi gà to, chỉ nhìn thôi đã thèm chảy nước miếng. Sau khi khỉ con tuyên bố tiệc sinh nhật bắt đầu, các bạn thú con bắt đầu ăn một cách ngon lành. Một lúc sau Bụng ai cũng tròn xoe Nhưng chỉ có heo con là sốt ruột Vì mẹ không có ở bên Heo con lại không biết tự xúc ăn Đành ngồi nhìn bao nhiêu đồ ăn ngon Đều bị các bạn ăn hết Heo con không biết phải làm thế nào Heo con thực sự thèm những món ăn này Heo con thực sự thèm những món ăn ngon này quá Lên bạn đành cầm thìa lên Thử xúc ăn Một miếng, hai miếng, ba miếng, bốn miếng Wow, ngon quá, ngon quá Hóa ra tự mình xúc ăn ngon hơn mẹ xúc Một lúc sau Bụng heo con cũng tròn vo như quả bóng a à, lo quá vui quá tiệc sinh nhật kết thúc heo con về đến nhà bạn tự hào nói với mẹ mẹ ơi sau này con sẽ tự xúc cơm ăn con phải làm một em bé ngoan biết tự xúc cơm qua câu chuyện trên rút ra được bài học trưởng thành tự xúc cơm đối với người lớn là việc rất bình thường nhưng đối với heo con lại là một tiến bộ lớn heo con sau này việc gì cũng có thể tự làm bạn sẽ trở thành một bạn heo tự lập mời các bạn nhấn vào nút đăng ký và nút hình chiếc chuông để nhận thông báo khi có video mới cảm ơn các bạn bạn đã theo dõi video